Sau một tiếng rắc, cổ của người phụ nữ đó bị gãy, nhưng cô ta chưa chết mà bò một cách dữ tợn rồi nhảy bổ vào người bạn. Tôi đã xem vô số các bộ phim kinh dị, nhưng bộ phim Đường Cong của Quỷ chắc chắn là một trong những bộ phim khiến bạn mãn nhãn. Không tin, bạn xem trên bãi biển đầy sóng, bốn cô gái này đang uốn éo người, luyện tập một bài yoga kỳ quái. Nghe nói nếu luyện đến cảnh giới cao nhất, thân hình có thể mềm dẻo như rắn. Cô Kim là giáo viên dạy yoga, gần 50 tuổi nhưng thân hình vẫn đầy quyến rũ. Cô ta bảo đảm với các học viên, chỉ cần nộp 100 triệu tiền học phí thì có thể mãi mãi giữ được vẻ thanh xuân. Một hôm, trong giờ học ban đêm đang tập một tư thế mới, động tác khó như thế các bạn đừng bao giờ thử nha. Ji Won cố gắng luyện tập tư thế đó, một lát sau, đã phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Vào cái đêm hôm Ji Won ngã bệnh, ba người khác cũng bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng. Mi Yeon là nữ võ sĩ đấm bốc tập yoga để giữ dáng. Cô mơ thấy mình đi vào phòng thay đồ, bỗng trợ lý Choi xông vào. Còn Bora, diễn viên không nổi tiếng này, luôn thấy có người đang trong bóng tối nhìn lén cô. Thảm nhất chính là cô người mẫu Hyo Jung này. Cô đã quay rất nhiều quảng cáo, nhưng vừa mới được làm người đại diện lại bị đối tác chê. Là sinh năm 95 thì quá già, nói cô mặt đầy nếp nhăn. Hyo Jung vội vàng đến bệnh viện thẩm mỹ để xin tư vấn. Kết quả là bác sĩ nói cô đã chỉnh sửa quá nhiều rồi, nếu còn kéo ra mặt nữa thì coi như hư hết. Kết quả hôm sau cô bị mất công việc vào tay đàn em. Cô quá đau khổ, làm sao đây? Hyo Jung chợt nhớ đến phòng tập gym, ở đó cô gặp người bạn học Ga Yeong. Khi so sánh hai người, Hyo Jung giống như là bức ảnh gốc, còn Ga Yeong dường như là bức ảnh đã được Photoshop. Sau đó, Ga Yeong lấy ra một tấm danh thiếp, bên trên có ghi dòng chữ lớn Học viện Yoga Cali, chỉ cần mua thẻ hội viên VIP thì có thể lấy lại được tuổi thanh xuân. Hyo Jung liền quyết định móc hết tiền tiết kiệm để ghi danh. Sau đó cô mới biết bài học của cô giáo Kim vô cùng kỳ dị, một ngày ba bữa chỉ có ăn rau, điện thoại cũng bị tịch thu, không cho phép bọn họ xem video, mỗi lần lên lớp họ đều phải uống một cốc nước được điều chế đặc biệt. Nhưng mùi vị của nó rất là khó nuốt. Hyo Jung uống xong thì xuất hiện tác dụng phụ. Cô luôn mơ thấy một cô gái mặc đồ đỏ nằm trên trần nhà, hung dữ bóp lấy cổ của cô. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Ngày thứ hai sau khi ghi danh vào lớp học đặc biệt này, Hyo Jung thấy vô cùng quái dị, mỗi khi đến đêm khuya trong gương lại lặng lẽ xuất hiện một bàn tay. Bên ngoài cửa lại truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Hyo Jung tò mò đẩy cửa bước ra, xem thì thấy một con rắn. Ai ngờ trợ lý cho nghe được chuyện này, điềm tĩnh nuốt nguyên cả quả trứng cút. Thấy vậy khiến Hyo Jung cũng sững sờ, nhưng trong các buổi học sau đó, chuyện kỳ lạ càng xảy ra nhiều hơn. Ji Won vốn dĩ thân hình rất cứng, các động tác đơn giản đều làm không được. Cô giáo Kim điều chế riêng cho cô ấy một loại thức uống, rồi bảo cô ấy một giờ đêm đến phòng tập, Ji Won cứ luyện như vậy. Đầu tiên là một con rắn màu vàng bò lên người. Tiếp theo đó trợ lý Choi cũng đi vào. Sáng hôm sau, Ji Won đã có tiến bộ rõ rệt, y như người tập yoga đã nhiều năm. Những người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng Ji Won trừng mắt nói, cô ấy sắp vượt qua cảnh giới hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Cũng vào đêm đó, Hyo Jung lại gặp chuyện quái gở. Cô rõ ràng thấy có một cô gái mặc áo đỏ bay trong không trung, nhưng trợ lý Choi đột nhiên xuất hiện và nói không thấy. Hyo Jung đi ngâm mình để thả lỏng cơ thể, tóc vẫn chưa kịp ướt thì đã bị tấn công. Ai gặp chuyện đó cũng đều sợ hãi thôi. Hyo Jung đến gặp cô Kim để xin nghỉ học, nhưng không ngờ bà ta lại bảo Hyo Jung đi soi gương thử. Cô thấy mình trong gương thì sững sờ, mắt hâm đen và những nếp nhăn đều đã biến mất. Sau này cô chụp ảnh cũng không cần chỉnh sửa nữa. Thấy Hyo Jung trở nên xinh đẹp, Bora cũng chạy đi tìm quản lý để nói chuyện. Cô Kim đồng ý sắp xếp bài học riêng cho Bora, nhưng qua một đêm cô ta đã phát điên. Hyo Jung chạy đến an ủi Bora, kết quả hai tay vừa đụng vào nhau thì cảnh tượng đáng sợ lại xuất hiện. Hóa ra cô Kim và trợ lý Choi là một cặp xà tinh. Bọn họ mở lớp dạy yoga này mục đích là lấy dương bổ âm nhằm tu luyện thành tiên. Người bị chọn đầu tiên chính là Ji Won. Thân thể cô quá yếu ớt, bệnh đã đi vào xương tủy. Tiếp đến là Bora như bị trúng tạt, tinh thần vô cùng hoảng loạn. Thấy trợ lý Choi thì toàn thân run rẩy không ngừng. Người thứ ba đương nhiên là Hyo Jung. Trong giấc mơ cô nhớ đến chuyện năm xưa lấy trộm dây chuyền của người khác, mà còn đổ tội cho cô bạn học Ga Yeong. Nhiều năm sau gặp lại, Ga Yeong đã giới thiệu cô đến lớp học yoga này, nhưng không ngờ Ga Yeong bị chết đuối một cái kỳ lạ, và sợi dây chuyền đó chính là chứng cứ. Do đó bây giờ Ga Yeong bò đến đầu giường, nhất định là sau khi chết đi muốn đến báo thù. Hyo Jung chém một nhát, cô gái mặc đồ đỏ ngã xuống, quái nhỉ, hồn ma mà cũng chảy máu sao. Nhưng chuyện quái dị không chỉ mỗi điều này. Người duy nhất không bị trúng là Mi Yeon. Khi nghe Ji Won gõ cửa, cô tốt bụng dìu Ji Won lên giường nằm nghỉ. Vừa quay người đi thì đèn tắt, Ji Won đang nằm trên giường cũng biến mất.
Mi Hyeon quay người lại thì thấy Ji-won đứng gần đó, xoay đầu kêu rắc rắc. Còn Hyo-jung lúc này cũng đã mất đi lý trí, tay cầm con dao dài chạy đi khắp nơi. Trong góc tối, cô gái mặc áo đỏ lại xuất hiện, Hyo-jung chạy đến đâm liên tiếp vào cô ta. Sau đó thấy cô kim trên trán mọc ra một con mắt, cô lại đâm mạnh một nhát. Chính vào lúc đó cảnh sát đã đến, bắn một phát súng bắn điện trúng vào cô. Hyo-jung ngã lăn ra đất bất tỉnh, khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang bị còng tay trên giường bệnh. Cô cho rằng cảnh sát đã hiểu lầm mình. Sau đó cảnh sát mở video camera giám sát quay được, lúc này chân tướng sự việc mới được vạch trần. Cô cho rằng mình đang giết yêu ma, thực tế là cô giết người. Trợ lý cho chết trên giường, cô Kim thì bị giết trong phòng tập. Theo như lời khai của người còn sống, thì anh ta là chồng của cô Kim. Hai vợ chồng họ mở lớp yoga vì muốn đạt được hiệu quả làm đẹp nhanh chóng. Họ đã trồng cây Aconitum ở trên núi và cho vào trà để các học viên uống. Ji-won uống nhiều nhất, sau khi phát độc thì bị chết đuối. Còn Hyo-jung sau khi thất nghiệp cộng thêm tác dụng của thuốc, đã tưởng người mẫu mới chính là cô bạn Ga Ye-ong, thù mới hận cũ chồng chất, tạo ảo giác là hồn ma đến đòi mạng của cô. Trên thực tế, người đưa danh thiếp cho Hyo-jung chính là một người bạn học khác tên là Iena. Iena vốn là học viên khóa trước của học viện yoga, sau khi học xong thì cũng trở nên điên loạn, đã giết chết tất cả người thân của mình. Nghe xong những điều đó, Hyo-jung làm sao có thể tin được. Cô rõ ràng đã thấy cô gái mặc áo đỏ cứ bay ở trước giường mình. Đợi khi y tá nghe thấy tiếng chuông thì đã quá muộn rồi. Hyo-jung đã cướp được con dao tự tay đâm chết mình. Nhưng đây thực sự là kết thúc sao? Đừng quên là còn có cô võ sĩ quyền anh Mi Hyeon, lúc này cô ta đang cầm con dao đến giết huấn luyện viên trước đây đã sỉ nhục cô. Khi máu nhuộm cả người Mi Hyeon, con người của cô ấy lóe lên tia sáng của linh hồn ma quỷ. Bộ phim Đường Cong của Quỷ kết thúc tại đây. Thông qua câu chuyện bốn cô gái trải qua khiến người xem bất giác suy ngẫm. Theo đuổi vẻ đẹp rốt cuộc là đặc quyền của phụ nữ hay là một sự trói buộc? Tạm biệt.